Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại showroom Mark Home miền Nam, 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh đang có mặt tại không gian của tầng 3 nha quý vị. Ở tầng 3 thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu vật tư vật liệu cũng như là về một số những mẫu nội thất để có thể giới thiệu đến tất cả quý vị khi mà đến để tham quan. Ví dụ là rất là gần với Nhật An thì ở đây sẽ là nguyên một dãy những cái mẫu bàn ăn nha quý vị. Có thể thấy là mỗi kiểu bàn nó sẽ có một cái thiết kế nó khác nhau một chút xíu và nó tùy thuộc vào sở thích của từng gia chủ thôi. Ví dụ ở chiếc bàn gần An thì mặt bàn sẽ là mặt bàn đá nhé. Rồi ở phía bên này thì chiếc bàn này mặt bàn cũng là đá. Tuy nhiên thì để mà trang trí cho nó bắt mắt hơn thì cái viền xung quanh ở phía bên dưới này thì sẽ được bọc da, cho nên là sẽ tạo cái cảm giác nhìn nó rất là sang trọng đúng không nào. Chưa kể là có được những cái đường viền inox màu vàng titan nữa. Rồi những chiếc ghế ăn xung quanh thì cũng sẽ được bọc da cao cấp. Riêng cái bộ ghế ăn ở đây thì còn sẽ được thiết kế có những cái đường xẻ nhìn cũng rất là bắt mắt. Nói chung là tùy thuộc vào sở thích của quý vị thôi. Đây chỉ là một số những cái mẫu trưng bày thôi. Còn cụ thể thì nếu như quý vị có những sở thích riêng về những cái kiểu thiết kế như thế nào thì quý vị hoàn toàn có thể đến trực tiếp trụ sở showroom của chúng tôi để gặp gỡ đội ngũ kiến trúc sư, và đội ngũ kiến trúc sư sẽ tư vấn phù hợp với nhu cầu và sở thích của quý vị. Ngày hôm nay thì em sẽ có một chuyến đi đến Tây Ninh và sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ ghé thăm công trình của nhà cô Mai, là khách hàng của Mark Home. Đây là công trình mà lúc mà nó đang trong quá trình thi công thì em cũng đã giới thiệu quý vị vài lần rồi. Ngày hôm nay khi nhận được thông tin là công trình đã hoàn thiện 100% thì em cũng đang rất là háo hức, không biết là sau khi hoàn thiện xong nó sẽ đẹp như thế nào. Bây giờ thì không chần chờ gì nữa, hãy cùng Nhật An di chuyển đến Tây Ninh nhé. Sau gần 3 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại An đã có mặt tại khuôn viên của công trình của nhà cô Mai nha quý vị. Có thể thấy là ngày hôm nay thì công trình đã hoàn thiện 100% và đã đẹp hơn rất rất là nhiều so với những lúc mà An đã đến khi mà công trình đang trong quá trình xây dựng. Với công trình này thì như quý vị quan sát, hiện tại là gia chủ cũng đã thi công xong về cái phần cổng nè, tường bao xung quanh nè, rồi phần sân nữa và rất là nhiều những cái vị trí mảng xanh giúp cho công trình tăng thêm sinh khí rất là nhiều. Còn vị trí phía bên này thì hiện tại là đang thi công triển khai thêm về cái phần tiểu cảnh thôi. Thì sắp tới sau khi hoàn thiện xong cái phần tiểu cảnh ở mặt bên thì cũng rất là bắt mắt luôn nha quý vị. Còn với công trình chính á, thì có thể thấy là một công trình phải gọi là mang một cái vẻ đẹp rất là tiêu chuẩn cho những mẫu nhà của Mark Home đúng không nè. Nhiều gia chủ thì cứ sẽ hỏi là ủa vì sao mẫu nhà lại hot như vậy, cả ba miền Bắc Trung Nam đều thấy xuất hiện rất là nhiều. Thì thật sự là nó cũng có rất là nhiều ưu điểm ha. Thứ nhất là đây là một mẫu nhà hiện đại nè, phù hợp với thời đại hơn. Rồi về phần mái bên trên là mái Nhật. Nếu mà chúng ta so sánh giữa chi phí thi công giữa mái Nhật và mái Thái, hai cái dạng mái rất là hot, thì chắc chắn trên cùng diện tích xây dựng thì mái Nhật nó sẽ gọi là tiết kiệm hơn so với mái Thái nha quý vị. Ngoài ra thì công trình cũng được khá là nổi bật, đó chính là sử dụng rất là nhiều vật liệu ốp lát khác nhau. Ví dụ là phía này thì chúng tôi sẽ sử dụng thêm một số vị trí là có ốp gỗ nhựa nè. Rồi phía bên dưới thì sẽ có ốp thêm đá hoa cương granite với tông màu đen vân mây rất là bắt mắt. Chưa kể đó chính là những cái mảng tường ở đây. Quý vị có thể thấy là sẽ ốp cái phần đá mặt cao tít lên phía bên trên luôn nhé. Rồi gạch Việt Nhật, rồi nhiều cái chất liệu khác nữa giúp cho công trình phải nói là nhìn rất là thu hút và không có bị nhàm chán. Về mảng xanh thì gia chủ rất đầu tư nha. Quý vị thấy là có những cái chậu cây nhỏ rồi, nhưng mà phía dọc ở đây nữa nè cũng trồng những cái cây và hoa góp phần tăng thêm sinh khí. Và từ bây giờ thì em chưa có bật mí về kích thước của công trình, em xin chia sẻ luôn nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 16,2m, chiều rộng là 11m. Tổng thiết kế cả hai tầng tầm khoảng 231m². Về chiều cao thì có sấp hông đỉnh của mái là 10,8m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 lên đến sàn của mái ở bên trên sẽ là 3,6m nha quý vị. Và đây là một công trình hiện đại cho nên thấy là những cái vị trí ô cửa sổ chẳng hạn thì sẽ đều thiết kế đó chính là cửa nhôm hệ kính để lấy được cái nguồn sinh khí vào bên trong một cách tối đa.
Công trình này thì theo chia sẻ của gia chủ đó chính là thi công từ cái giờ đã bắt đầu đến khi hoàn thiện là tầm khoảng 6 tháng nha quý vị. Và đã đảm bảo đúng tiến độ theo bản hợp đồng mà gia chủ đã ký kết với Mắc Hôm. Với một công trình mà đẹp như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ là một công trình nổi bật ở trong khu vực. Bởi vì quý vị thấy là chạy xe ngang thôi là nhìn vào là ta thấy bắt ngay rồi đúng không nào? Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình. Bây giờ hãy cùng An vào bên trong để xem cách phân chia công năng của ngôi nhà nhé. Tiến vào bên trong ngôi nhà thì khu vực đầu tiên em sẽ giới thiệu quý vị đó chính là không gian phòng khách nha quý vị, với diện tích là 24m². Ở đây thì gia chủ đã đặt đó chính là một bộ ghế sofa với chất liệu là bọc vải nỉ nè, đúng với cái tinh thần hiện đại của công trình nhé. Ở phía trước thì sẽ có một chiếc bàn trà nhỏ với thiết kế là mặt bàn là hình tròn. Nói chung là tùy theo sở thích của gia chủ thôi mà chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu nội thất phù hợp cho ngôi nhà của mình. Nhìn lên trần một chút xíu thì phần trần ở đây sẽ được thiết kế đó chính là trần giật cấp và là trần thạch cao nha quý vị. Với những dãy đèn downlight tiết kiệm điện sẽ chạy dọc khắp công trình. Và bên trong thì chúng tôi sẽ có gắn thêm đèn led hắt trần với tông màu là vàng cam, tạo nên ánh sáng khá là lung linh. Ngay vị trí trung tâm thì sẽ là một chiếc đèn chùm pha lê, và quý vị có thể thấy là nó sẽ xoắn ốc theo những cái hình dạng khác nhau, cho nên là nhìn nó cũng tạo nên cái nét cá tính hơn cho không gian này. Và để giải quyết được cái bài toán đó chính là làm sao cho cái khu vực của phòng khách lúc nào nó cũng phải ngập tràn ánh sáng tự nhiên, cũng như là cái không khí thật sự là mát mẻ để mà chúng ta có thể đón tiếp nhiều vị khách, thì bài toán sẽ được giải quyết nhờ vào ô cửa sổ ở đây. Chúng tôi sẽ có những ô cửa sổ nè để lấy sinh khí ha, rồi chưa kể là cửa chính rất là to ngay phía trước, và chưa kể là phía bên này nữa nha quý vị, sẽ có là một khu vực cửa phụ mở ra mặt bên của công trình. Đây cũng là một lối để lấy không khí rất là tốt. Như em đã từng chia sẻ, đó chính là những công trình mà Mắc Hôm thiết kế và thi công thì chúng tôi, trừ khi là những công trình nhà phố, ví dụ là cặp phách, nhà hàng xóm không mở được những ô cửa, còn lại thì những cái vị trí cửa thế này rất là quan trọng nha quý vị. Nó sẽ giúp cho lưu thông không khí rất là tốt cho ngôi nhà. Còn phía bên này thì đây sẽ là vị trí của khu vực kệ TV. Kệ TV được gia chủ lựa chọn rất là đẹp nha quý vị. Hai bên là có PVC giả lăm gỗ nè. Rồi những cái vách này thì một là quý vị có thể sử dụng là ốp đá luôn. Đá tự nhiên thì có thể granite hoặc marble chẳng hạn. Còn trường hợp nếu chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì có thể đổi sang sử dụng đó chính là PVC giả đá thôi. PVC giả đá hay chi phí tầm khoảng là hơn 1 triệu cho 1 mét vuông. Còn ốp đá ví dụ là marble là hơn 3 triệu cho 1 mét vuông nhé. Phần sàn bên dưới thì cũng rất là nổi bật, đó chính là cái gam màu trắng nè. Và gia chủ sẽ lựa chọn là gạch khổ lớn nha quý vị. Nói chung là điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của gia chủ thôi. Và kiến trúc sư chúng tôi sẽ trao đổi trong quá trình thiết kế và thi công. Tức là chúng tôi cũng sẽ có một cuốn catalog vật liệu của Mắc Hôm để mà gia chủ lựa chọn. Ví dụ là thích tông màu trắng hay là tông màu xanh nhạt hay vàng nhạt hay ghi nhạt chẳng hạn, thì chúng ta đều có thể lựa chọn cho ngôi nhà của mình hết. Với những cái khổ gạch lớn và gam màu sáng thì nó sẽ giúp cho không gian ở trong nhà chúng ta cảm giác nó được rộng rãi hơn rất là nhiều. Đây cũng là cái ưu điểm mà chúng tôi thường sẽ chia sẻ là gia chủ nên lựa chọn cho ngôi nhà của mình. Ở phía bên này thì sẽ có một vị trí phòng ngủ nha quý vị, có diện tích là 13,2m² và có một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Tuy nhiên hiện tại thì đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên An không tiện để dẫn quý vị chúng ta ghé vào. Phía bên này thì ta sẽ đến với khu vực phòng bếp ăn của công trình nhé. Khu vực bếp ăn sẽ có diện tích là 17m² nha quý vị. Ở đây thì sẽ có là một kệ tủ bếp nè, được thiết kế là hình chữ L, ôm lấy cái góc vuông này của căn phòng nhé. Ở đây sẽ có một ô cửa sổ mini bé bé thôi, để mà chúng ta sẽ lấy được một cái lối sinh khí vào bên trong. Còn đây sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn được thiết kế là một chiếc bàn dài và xung quanh thì sẽ đặt những chiếc ghế ăn được bọc da cao cấp. Khi mà ngồi đây mà dùng bữa với gia đình thì cũng rất là tuyệt vời. Với vị trí của kệ tủ bếp đó quý vị, thì cũng sẽ có những cái lưu ý trong việc thiết kế và thi công ha. Đó chính là chúng ta phải lựa chọn về cái hình dáng kệ tủ bếp. Ví dụ nếu mà căn bếp chúng ta diện tích rộng, rất rộng luôn, thì ta có thể lựa chọn hình chữ U hoặc hình chữ G. Trường hợp căn bếp có diện tích vừa phải giống thế này thì ta lựa chọn hình chữ L. Còn nếu như mà diện tích nó bé giống như là những căn chung cư mini họ chẳng hạn hoặc là nhà phố, thì đôi khi là chúng ta phải lựa chọn chữ Y nhé. Bởi vì chữ Y nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm diện tích hơn.
Còn mặt bếp thì chúng ta ưu tiên lựa chọn là đá granite, còn gọi là ở đây là kim sa đó quý vị. Kim sa thì cái tông màu thường là màu đen này hoặc là màu trắng này ha, và nó sẽ có là kim sa đại, kim sa cắm và kim sa trung, thì tùy theo sở thích mà chúng ta có thể lựa chọn một mẫu phù hợp cho gia đình của mình. Phía bên này thì sẽ lại là một phòng ngủ nữa, có diện tích là 13,3 m². Tuy nhiên cũng rất là đáng tiếc là cũng tương tự phòng ngủ trước đang có hình viên gia đình sử dụng ha, cho nên chúng ta cũng không ghé vào bên trong. Phòng này thì cũng tương đồng phòng trước luôn là có một nhà vệ sinh khép kín. Cuối cùng thì đây sẽ là vị trí cuối của ngôi nhà, và phía bên này thì sẽ là vị trí của một nhà vệ sinh nha quý vị. Nhà vệ sinh chung chúng tôi sẽ có trang bị đầy đủ từ lavabo, toilet và khu vực tắm đứng. Còn đây là lối cửa hậu mở ra phía sau của công trình. Đây cũng là một lối lấy sáng và lấy thoáng rất cần thiết cho ngôi nhà, để giúp cho cái không gian trong nhà chúng ta không có bị bịt kín. Quý vị tưởng tượng ở đây nếu mà ta xây nguyên cái vách tường bịt kín lại thì cái khu vực này của ngôi nhà nó sẽ hơi không có sinh khí. Cho nên là đây cũng là cái tính toán rất là hợp lý. Và đó là tổng quan tầng 1 ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên tầng 2. Tiến lên tầng 2 của công trình thì khu vực đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé đến đó chính là không gian phòng sinh hoạt chung với diện tích là 12 m², sẽ có sự thay đổi nhẹ ở thực tế so với trong bản mặt bằng của chúng tôi. Đó chính là ở trong mặt bằng đó quý vị, thì không khu vực phía trước sẽ là không gian phòng thờ phía sau với phòng sinh hoạt chung, nhưng mà có thể là vì những cái lý do riêng của gia chủ thì đã quyết định là thay đổi là phía trước ở khu vực này sẽ là phòng sinh hoạt chung và phía sau mới là không gian phòng thờ nha quý vị. Với không gian phòng sinh hoạt chung này thì gia chủ cũng đặt đó chính là có một chiếc ghế sofa băng nè. Ở phía bên này thì sẽ là có cái bàn máy tính, có thể là ngồi thư giãn chơi game làm việc chẳng hạn, thì rất là nhiều mục đích ha. Nói chung là cái không gian này thì rất là lý tưởng, bởi vì sao? Bởi vì nó ngập tràn ánh sáng nha quý vị. Ngay vị trí này là có ô cửa sổ rồi, chưa kể là phía trước này làm cái ban công cũng rất là rộng luôn. Cho nên là quý vị nhìn ra cái view ở ngoài siêu đẹp ha. Cho nên là nếu mà chúng ta sinh hoạt ở trong không gian phòng sinh hoạt chung là quá lý tưởng. Chưa kể là phía bên trên cái phần ban công này thì sẽ có đó chính là một cái giàn hoa. Giàn hoa này quý vị có thể làm bằng bê tông, sau đó chúng ta sơn giả gỗ cũng được, hoặc là chúng ta có thể làm từ thép hộp sau đó sơn giả gỗ, tùy theo lựa chọn của gia chủ. Phía bên trên thì đặt thêm một cái lớp máy kính, có thể là kính nhựa hoặc kính cường lực nhé. Còn bây giờ thì ta sẽ đến những không gian cá nhân của ngôi nhà. Đầu tiên thì ở khu vực này là phòng ngủ với diện tích đó chính là 13 m². Với căn phòng này thì diện tích tuy là không quá lớn, nhưng mà cái việc đặt để nội thất nó hợp lý, cho nên là nhìn căn phòng thì nó cũng rất là tiện nghi nha quý vị. Ví dụ là ngay trung tâm sẽ là một chiếc giường này. Chiếc giường này sẽ được bọc vải nỉ toàn bộ luôn nha. Đầu giường thì được thiết kế có những cái đường xẻ tạo khối phòng 3D nhìn rất là bắt mắt. Rồi ở trên tường cũng vậy ha, sẽ có PVC giả đá. An thì An rất là thích những cái chi tiết kính ở hai bên như thế này, tạo nên cái sự sang trọng nha quý vị. Khi mà có kính ở đây thì rõ ràng là chúng ta có thể là chỉnh trang y phục của mình trước khi mà chúng ta ra ngoài, thì đây cũng là một điểm cộng rất là lớn. Còn vị trí này sẽ là vị trí của tủ quần áo, thì tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần lên phía bên trên luôn. Và để tăng thêm sự sang trọng thì gia chủ đã lựa chọn đó chính là phần cánh sẽ là cánh kính. Cánh kính thì so với cánh gỗ thì chi phí nó cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên thì cánh kính nó sẽ tạo nên cái cảm giác nhìn nó sang trọng hơn nha quý vị. Và kính mà đặc biệt là kính đen mờ nữa thì nhìn nó cũng không thua gì những cửa hàng thời trang cao cấp. Ở ngay phía đối diện của An thì là một cửa sổ rất là to để mà lấy sinh khí vào bên trong. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển dần ra những khu vực ở phía sau. Thì khu vực này sẽ là khu vực của không gian thờ nha quý vị. Khu vực thờ chúng tôi sẽ bố trí ở đây với diện tích đó chính là 12 m², và chúng tôi sẽ có một cái vách cắt CNC để đảm bảo tăng cái sự riêng tư cho không gian thờ tự. Còn vị trí này thì đây sẽ là khu vực của nhà vệ sinh. Chúng tôi sẽ bố trí ở phía bên này. Sẽ có khu vực lavabo sẽ được đặt ở phía bên ngoài ha. Rồi phía bên trong lần lượt sẽ là vị trí của toilet và khu vực tắm đứng. An rất là thích cái thiết kế có một cái vách tường ở đây để ngăn giữa không gian mà chúng ta lối hành lang so với khu vực vệ sinh ở phía bên trong. Đây cũng là một cách khéo léo phân chia. Nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là ví dụ là nước, khi mà chúng ta đứng mà sử dụng lavabo nước có bắn lên thì nó sẽ bắn lên cái phần tường ở đây đã được ốp gạch rồi, chứ nó không có bắn ra phía bên ngoài lối hành lang. Đây là một cái điều rất là hay trong thiết kế nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi. Đây thì tiếp tục sẽ là một phòng ngủ nha quý vị, với diện tích là 13,3 m². Với căn phòng ngủ này thì cũng tiện nghi, không hề thua kém gì so với căn phòng ngủ lúc nãy.
Cũng sẽ có chiếc giường ở ngay trung tâm nhé. Rồi ở vị trí này thì sẽ có cái kệ nè, ta có thể là để nhiều món đồ ở đây, hoặc thậm chí ta có thể ngồi đây thư giãn cũng được luôn, đúng không nào? Rồi đối diện sẽ có kệ tivi, rồi kệ sách dạng treo, và cũng sẽ có tủ quần áo thiết kế cao kịch trần. Nói chung là nội thất của căn nhà thì An đánh giá là rất là đẹp và nó phù hợp với tinh thần hiện đại của ngôi nhà ha. Cho nên là giúp cho những không gian nó phải nói là quá là tiện nghi đi. Khi mà chúng ta sinh sống ở bên trong thì bất kỳ một căn phòng nào nó cũng đầy đủ tất cả các khu vực chức năng, cho nên là chúng ta rất là thoải mái. Còn bây giờ thì ta sẽ đến những khu vực cuối của tầng 2 nha quý vị. Đối diện ở phía bên này sẽ có một phòng ngủ nữa. Phòng có diện tích đó chính là 12,5m2. Tuy nhiên hiện tại đang có các bé sinh hoạt bên trong, chúng ta không tiện để ghé vào ha. Và cuối cùng thì vị trí này sẽ là vị trí tương tự với phía bên dưới, cũng là vị trí của khu vực nhà vệ sinh luôn. Cho nên là một cái không gian ở trên tầng 2 là đến tầng 2 khu vực nhà vệ sinh chung, cho nên rất là tiện để chúng ta sử dụng, đúng không nào? Ở đây thì em nghĩ là phải gần với phòng ngủ này có các bé đó, cho nên là sẽ có nhà vệ sinh để các bé tiện để mà sử dụng nhé. Và ngày hôm nay thì em đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà cô Mai ở Tây Ninh, một công trình quốc dân rất là bắt mắt của Bác Hôn. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích mẫu nhà này. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi với số hotline 0964458888, 0828133333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, những em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.